vị và các bạn thân mến, sau gần 2 ngày nghiêm túc làm việc, Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Bạc Liêu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó, Đại hội đã báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội khóa 10, đề ra phương hướng đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Là cơ quan đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động và khát vọng xây dựng tỉnh Bạc Liêu thêm giàu đẹp, phát triển. Tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bạc Liêu lần thứ 11 có đồng chí Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Phạm Giang Thiều, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các mẹ Việt Nam anh hùng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở ban ngành cùng 249 trên 250 đại biểu được triệu tập đại diện cho hơn 32.000 đoàn viên công đoàn trên địa bàn tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 10 đã báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội khóa 10 nhiệm kỳ 2018-2023. Trong đó báo cáo đã nhìn nhận trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, song các cấp công đoàn trong tỉnh đã tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ. Cụ thể trong 5 năm qua, các cấp công đoàn đã luôn duy trì và đổi mới các chương trình hoạt động như Tết Sum Vầy, Tháng Công Nhân. Qua đó thăm hỏi trao tặng trên 36.200 phần quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị bệnh, tai nạn lao động với tổng số tiền 7 tỷ đồng. Đồng thời hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 166 căn nhà, máy ấm công đoàn cho đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở, giải ngân 370 dự án từ quỹ trợ vốn cho công nhân viên chức lao động nghèo của tỉnh cho hơn 10.000 lượt công nhân viên chức lao động nghèo có vốn tự tạo việc làm, phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền trên 84 tỷ đồng. Thực hiện nghị quyết Đại hội 10 của công đoàn tỉnh qua 5 năm là tổ chức triển khai và thực hiện là đã đạt được một số kết quả khá quan trọng như sau. Thứ nhất là các cấp công đoàn trong tỉnh đã quan tâm thực hiện cái nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên cũng như là công nhân viên chức và người lao động thông qua các hình thức là như phát huy là cái trí tuệ của đoàn viên và người lao động tích cực người tham gia xây dựng các cái chế độ chính sách pháp luật thực hiện hệ thống pháp luật có liên quan đến trực tiếp công nhân viên chức và người lao động và tổ chức công đoàn thể hiện như là tham gia đóng góp vào ý kiến vào cái bộ luật lao động năm 2019 luật viên chức luật công chức rồi luật là phòng chống tham nhũng năm 2018 vân vân phối hợp với chính quyền và người sử dụng lao động là triển khai thực hiện cái quy chế dân chủ ở cơ sở là theo tinh thần cái nghị định 04 rồi nghị định 145 nghị định 149 của chính phủ hàng năm thì có 100% cơ quan đơn vị tổ chức hành chính nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức hội nghị cán bộ công chức và người lao động rồi có trên 83% là cái doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động nhằm cái phát huy là quyền làm chủ thật sự của công nhân viên chức và người lao động trong tỉnh của chúng ta. Bên cạnh đó, hàng năm các cấp công đoàn trong tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực là chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động cũng như bệnh hiểm nghèo, như là thăm hỏi, rồi động viên, rồi tặng quà, hỗ trợ nhà máy ấm công đoàn, rồi giải ngân các dự án từ quỹ gia vốn cho công nhân viên chức lao động của tỉnh. Có thể nói là ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp công đoàn ở trong tỉnh đã cố gắng triển khai thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, là chú trọng trong việc tập trung khảo sát tình hình doanh nghiệp có đông công nhân đang đóng trên địa bàn của tỉnh và xây dựng kế hoạch phân bổ chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp là phong trào thi đua yêu nước từng bước được đổi mới. Các phong trào thi đua đã thu hút được đông đảo cán bộ công nhân viên chức và người lao động đã tham gia. Nhìn chung thì thông qua các phong trào thi đua yêu nước do tổ chức công đoàn tỉnh Bạc Liêu là phát động thì các cấp công đoàn đã triển khai kịp thời, rồi công nhân viên chức cũng như đoàn viên và người lao động đã hưởng ứng tích cực và đạt được hiệu quả cao. Có thể nói là trong 5 năm qua, các phong trào thi đua đã có hàng trăm tập thể, hàng ngàn lượt đoàn viên và người lao động đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua nước, hoạt động công đoàn được nhà nước và tổ chức công đoàn khen thưởng.
Một trong những hoạt động nổi bật trong nhiệm kỳ qua là các cấp công đoàn trong tỉnh đã cùng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, công nhân lao động cùng với toàn đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết vượt qua đại dịch COVID-19 và thực hiện rất nhiều công trình phần việc thiết thực để vừa hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, vừa chăm lo cho công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Trong đó, vận động đoàn viên người lao động tích cực làm việc 3 tại chỗ để duy trì sản xuất kinh doanh. Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể, Hội chữ thập đỏ, lực lượng vũ trang thực hiện gian hàng không đồng ở tất cả các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh, trao tặng khẩu trang, nước sát khuẩn, nhu yếu phẩm, hỗ trợ công nhân viên chức lao động bị nhiễm bệnh với tổng số tiền gần 4 tỷ 900 triệu đồng. Đồng thời vận động doanh nghiệp cùng chung tay hỗ trợ chăm lo cho người lao động để cùng chung mục tiêu vượt qua đại dịch. Tại đại hội lần này, có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng của các đại biểu cho đại hội, trong đó có tham luận về những kinh nghiệm và giải pháp trong công tác tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Tham luận phát huy vai trò của công đoàn trong việc đại diện tập thể người lao động, tổ chức đối thoại, thương lượng, ký kết và thực hiện hiệu quả thỏa ước lao động tập thể, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định và phát triển doanh nghiệp. Tham luận, công đoàn phối hợp với chính quyền phát động phong trào thi đua yêu nước, tập trung phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong cơ quan đơn vị. Liên đoàn lao động thị xã Giá Gai thì cũng có nhiều giải pháp. Thì Giá Gai thì hiện nay là doanh nghiệp cũng rất là đông, nhưng mà doanh nghiệp mà để đủ điều kiện mà thành lập công đoàn cơ sở thì hiện nay thì được 17 đơn vị công ty. Thì trong đó là ký kết thỏa ước lao động tập thể là đạt 100%. 100% đó thì trong đó là có nhiều bản thỏa ước rất là có lợi cho công đoàn viên là tới 10 bản tập thể. Thì công đoàn viên của các công ty doanh nghiệp hiện nay thì hưởng cũng phúc lợi cũng như về tiền lương, tiền thưởng, rồi chăm lo. Thì trong đó là công đoàn cấp trên thì cũng có hướng dẫn về cái bữa ăn tăng ca, cái nghị quyết 7C của tổng liên đoàn để mình bảo vệ cho công đoàn viên là được hưởng được thêm nhiều cái chế độ chính sách, thành lập cái tổ tư vấn rồi là cùng với các ban ngành là phối hợp kiểm tra giám sát về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như các chế độ chính sách khác. Thì thực tế mình khi mình giám sát được nhiều thì sẽ bảo vệ được cho công đoàn viên nhiều cũng như tạo được cái phúc lợi nhiều. Để thực hiện tốt các cái phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cái phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động. Như vậy thì hàng năm các cấp công đoàn trong huyện Đông Hải là phối hợp với chính quyền để phát động các cái phong trào thi đua yêu nước, chẳng hạn như là gắn với các cái cuộc vận động, ví dụ như là phong trào thi đua là cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, rồi nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Còn đối với công đoàn cơ sở trong các cái cơ quan đơn vị khác thì gắn với cái nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, công nhân viên chức lao động để mà thực hiện các phong trào thi đua. Hàng năm thì đăng ký, thì ký kết giao ước thi đua, rồi phát động cho đoàn viên, công đoàn để đăng ký là các cái hình thức thi đua. Phát biểu chỉ đạo đại hội, bà Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của các cấp công đoàn tỉnh nhà trong nhiệm kỳ qua. Tổ chức công đoàn cũng nhanh chóng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu của cán bộ, đoàn viên và người lao động, thích ứng với cơ chế mới và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã chỉ ra những hạn chế tồn tại của công đoàn các cấp cần sớm có giải pháp khắc phục. Đồng thời, với không ít thách thức mới hiện nay, đòi hỏi tổ chức công đoàn tỉnh Bạc Liêu phải không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động cho phù hợp với yêu cầu của tình hình mới, từng bước thích ứng với cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, sự mong đợi của đoàn viên và người lao động. Tôi hoàn toàn nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của công đoàn tỉnh Bạc Liêu trong nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra. Tôi xin gợi mở thêm một số nội dung để đại hội tiếp tục nghiên cứu và thảo luận. Các cấp công đoàn cần nhận thức rõ hơn về chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công nhân lao động là chức năng trung tâm xuyên suốt trong mọi hoạt động. Đẩy mạnh việc thực hiện, việc thương lượng, ký kết các thỏa ước lao động tập thể với doanh nghiệp, tập trung xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. Thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chủ động tham gia, thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chế độ chính sách liên quan đến người lao động. Quan tâm phối hợp thực hiện việc nâng cao chất lượng công tác, an toàn vệ sinh lao động, điều kiện và thời giờ làm việc, đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động thông qua các chương trình nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động. Các cấp công đoàn trong tỉnh thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động,
để có kế hoạch hoạt động phù hợp nhằm xây dựng niềm tin, tạo sự gắn kết giữa người lao động với tổ chức công đoàn, để công đoàn Việt Nam thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động. Coi trọng và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên và người lao động, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, hấp dẫn, chủ động lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên và người lao động, kịp thời phản ánh, tham mưu với các ủy đảng, phối hợp với chính quyền, chuyên môn giải quyết các vấn đề liên quan đến lao động, việc làm, đời sống của người lao động và tổ chức hoạt động của công đoàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên người lao động học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tiếp tục phát triển và khẳng định vai trò nòng cốt của phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, chuyên đề, thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn, nghiên cứu, đổi mới, phát triển các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong nữ công nhân viên chức lao động, đặc biệt là phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, phù hợp với từng loại hình cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Cùng với việc củng cố công đoàn cơ sở trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp nhà nước, các cấp công đoàn cần coi trọng công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn ở khu vực ngoài nhà nước ngày càng vững mạnh, từng bước hoàn thiện nội dung, phương thức hoạt động công đoàn ở khu vực này là nhiệm vụ trọng yếu của mình. Bên cạnh đó, cần đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực và trình độ đội ngũ cán bộ, trước hết là chủ tịch, các ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở, cấp trên cơ sở, với phương pháp và kỹ năng hoạt động đáp ứng yêu cầu hoạt động công đoàn trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cán bộ công đoàn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phát biểu tại đại hội, ông Phạm Giang Thiều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu cũng rất phấn khởi với những kết quả mà công đoàn các cấp trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị đại hội thảo luận xem xét quyết định như đổi mới, làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến để công nhân viên chức lao động nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trước yêu cầu tình hình mới. Các cấp công đoàn làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến để công nhân viên chức, người lao động nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trước yêu cầu tình hình mới, từ đó giúp cho đoàn viên người lao động hiểu rõ hơn, nắm chắc hơn quyền nghĩa vụ của bản thân, nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị, rèn luyện tác phong công nghiệp và quy luật lao động, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết 08/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu về đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh nhà, đa dạng hóa các hình thức tập hợp để thu hút được đông đảo công nhân lao động tham gia, đẩy mạnh thành lập tổ chức công đoàn trong tất cả các thành phần kinh tế, nhất là thành phần kinh tế ngoài nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là nòng cốt trong khối liên minh công nhân, nông dân, trí thức và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm công đoàn các cấp trong tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người lao động, nhất là trong các lĩnh vực chế độ tiền lương, tiền thưởng, việc làm, ăn giữa ca, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với nội dung hình thức cho phù hợp, phối hợp làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động, làm tốt vai trò chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức, người lao động và đoàn viên của công đoàn. Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của công đoàn theo hướng tập trung về cơ sở, đi sâu đi sát đoàn viên, lấy chăm lo lợi ích của đoàn viên và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp là một trong nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn. Mọi hoạt động của tổ chức công đoàn, của cán bộ đoàn viên đều phải phục vụ lợi ích của đoàn viên, đảm bảo hài hòa các mối quan hệ, lợi ích xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên. Ngoài tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại hội đã tập trung cao trong việc lựa chọn những đại biểu ưu tú bầu vào Ban chấp hành Công đoàn tỉnh Bạc Liêu khóa 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã bầu 33 đồng chí vào Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2023-2028.
Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 11 đã bầu Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh gồm 10 đồng chí, bầu Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh gồm 9 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu 8 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Nguyễn Văn Khanh, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 10 được tín nhiệm tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2023-2028. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023. Với phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, Đại hội Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu đã thành công tốt đẹp, mở ra một nhiệm kỳ mới đầy kỳ vọng. Lấy chăm lo lợi ích của đoàn viên và xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm hài hòa các quan hệ lợi ích trong xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên.